file nhá. View này, project wizard này. Pause. Thì chỗ này thì đặt tên vào. Ví dụ như là thầy đặt tên là các bạn tạo ra một thư mục khác đi, bài 1 rồi bài 1 đấy, main 1 đấy. Được chưa? Xong bấm save vào thôi. Đấy, nó hiện ra đây. Này, chỗ này là chọn pick 16 này. Chỗ này chọn pick 16 hay 886 này, đâu đó nó ở dưới này. Quá rồi. Đây. Chỗ này chọn internal nhá. Chỗ này chọn 4 triệu này. Đấy. Thế thôi. Đây, thầy tạm dừng ở đây. Thế ở đây có chỗ XM code này, bấm vào đây này. Thì chỗ này chọn blink led này, tức là làm nhấp nháy led. Xong là cái chân led số bao nhiêu ấy, thì các bạn chọn cái con led C0. Thời gian delay là 1000 nhá. Thì chỗ này create project rồi. Thì nó ra đây. Thế các bạn chú ý nhá. Cái chỗ này ấy, ở đây là phải sử dụng cái file có thể đặt biên một đúng không? Chú ý cho hai sau thì bước tiếp theo là các bạn bấm view thôi. View thôi. Đấy. Thế là không có lỗi rồi, là ok rồi. Bấm chưa? Không có view rồi. Nếu mà không có view mà bấm vào combine này thì nó ra view chưa? Combine đây này. Tức là bây giờ là cắm chip vào này. À cắm mạch nạp vào này. Thế xong là mở picket 2 lên. Picket 2 lên. Đây. Thế xong vào menu file này. Chọn import hack này. Xong là chọn đúng cái file đấy, thầy chọn dòng main 1.hex này, open. Ở chỗ này nhớ bấm write nhá, write chỗ này. À, lần này được ngay, phát là ngay đúng không? Bây giờ thầy thử sửa nhá, bây giờ thầy muốn nó nhảy nhanh hơn. Thì bạn vào menu file main 1.h này, thầy đổi cái thành này thành 200 đi. Bấm view lại. Thế sau này nạp lại. Import hết. Xong bên 1.h. Xong là dry. Đó, các bạn sẽ thấy nó nhảy nhanh hơn này. Vậy thôi. Chương trình có thể